Em tên là Trần Ngọc Bảo Hân, học lớp 7 TC4. Hôm nay em sẽ giới thiệu về một cuốn sách tên là Không Gia Đình. Không Gia Đình là một tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Hector Malot và vinh hạnh đạt được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp. Cuốn sách kể về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên là Remy. Từ khi còn nhỏ, cậu đã phải nếm trải biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, đắng cay của cuộc đời. Có lúc thì cậu bị bố nuôi của mình bán cho một ông cụ chủ gánh xiếc thú. Lúc thì cậu bị kẹt dưới giếng mỏ tối tăm mấy ngày trời, chẳng chút gì vào bụng. Lúc thì cậu bị oan ức, phải ở tù. Tuy nhiên, không chỉ có khó khăn, vất vả xảy đến với cậu. Không ít lần, cậu cảm nhận được tình cảm gia đình hiện hữu xung quanh mình, như những năm tháng sống trong vòng tay ấm áp, bao bọc của má ba Barin yêu quý. Hay khi được gia đình bác Aquin cưu mang và yêu thương như con ruột. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cậu vẫn luôn nghe theo lời của ông Vitalis đáng kính, đó chính là luôn giữ phẩm chất làm người và không bao giờ ngửa tay ra xin xỏ ai một thứ gì cả. Cuốn sách Không Gia Đình cho ta những bài học quý giá như là hãy luôn dũng cảm, lạc quan mà bước trên đường đời và đừng ngại những khó khăn, thử thách. Vì khi vấp ngã, chúng ta mới có thể tiến tới thành công. Và hãy luôn trân trọng những gì mà mình đang có. Vì khi đã mất đi rồi, ta mới thấy nó thật sự quan trọng. Để được chọn vào hội thi lớn lên cùng sách, em đã đọc và nghiên cứu qua rất nhiều cuốn sách khác nhau. Và nếu đạt giải trong hội thi, em sẽ làm những hoạt động như là khuyến khích mọi người đọc sách, tuyên truyền về những lợi ích và niềm vui khi đọc sách để mọi người hưởng ứng.